Ngọc Vi xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Tư, ngày 20 tháng 9, năm 2017. Đến với chương trình Good Morning Washington DC sáng hôm nay gồm có Phỏng vấn đặc biệt bác sĩ chuyên khoa ung thư Nguyễn Hữu Hòa nhằm tìm hiểu về ung thư tại Việt Nam. Để mở đầu chương trình, Ngọc Vi kính mời quý vị theo dõi phần 1 của buổi phỏng vấn đặc biệt bác sĩ chuyên khoa ung thư Nguyễn Hữu Hòa do Destiny thực hiện. Destiny Nguyễn xin kính chào quý vị đến với chương trình của Washington DC hôm nay chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với bác sĩ Nguyễn Hữu Hòa là một bác sĩ chuyên khoa về ung thư tại Việt Nam. Disney xin hân hạnh được chào bác sĩ Hòa. À, chào Destiny Nguyễn, chào quý vị khán giả. À, với cái, cái 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 chuyên nghiệp của anh là về um, ung thư thì à, trong cái xã hội Việt Nam bây giờ người Việt Nam mình bị ung thư rất là nhiều trong những năm gần đây là một bác sĩ thì anh nghĩ như thế nào? À, đó là một điều rất là tình hình ung thư gia tăng đó đều rất đáng ra ngại. Trước khi nói về vấn đề này thì sĩ hòa xin nói về vấn đề ung thư là gì? thì ung thư là sự tăng sinh số lượng về tế bào ở một cơ quan mà khi cái bú nó xuất hiện mà do những cái rối loạn về cái cấu trúc di truyền nằm trong tế bào và khi nó tăng sinh như vậy không có nghĩa là chỉ là tăng về số lượng không mà khi nó tăng sinh lên rồi nó còn là ăn xuyên qua các bộ phận trong cơ thể của mình ở ban đầu mà nơi nó xuất phát và nó phá hủy những cái cấu trúc này đó là đặc điểm thứ nhất đặc điểm thứ hai mà đặc điểm này rất quan trọng mà ai nghe cũng sợ đó là cái tế bào sau khi tạo ra khối bú rồi nó mới tách ra khỏi một số tế bào nó sẽ tách ra khỏi khối bú đó và nó chạy khắp trong cơ thể và nó có thể tới não tới gan tới xương tới phổi và có thể nhiều cơ quan khác nữa và nó tái tiếp tục tạo khối bú ở đó mà cái sự chạy đó mà trong chuyên môn người ta gọi là di căn và khi như vậy thì nó sẽ phát triển và nó làm tổn thương hết và cuối cùng thì nó sẽ dẫn đến à, ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta đó là cái, cái ung thư là vậy như vậy tình hình ung thư gia tăng Việt Nam gia tăng như thế nào và cái, cái, cái nguyên nhân nào gây ra nó thì hiện nay thì đến năm 2016 thì nhận thấy là ung thư à, có một năm có thể là tới tới 200.000 người là nó tăng gấp đôi so với năm 2010 khi đó là chỉ có 100 ngàn thôi Và không những gia tăng về số lượng Mà nó còn thêm hai cái đặc điểm nữa Là nó có thể một ngày người ta tính được thể tử vong tới 300 người Và sự gia tăng đó lúc trước thì nó xảy ra ở người lớn tuổi Mà bây giờ không những lớn tuổi mà người trẻ tuổi và trẻ em Thì cái, cái cái, số lượng ung thư đó cũng tăng lên 300 người chết một ngày có nghĩa là nó nhiều hơn cả hơn khi mà trong thời Đúng. chiến tranh Đúng. Vậy thì Đúng. tại sao là Việt Nam luôn cho rằng mình là một cái nước đang phát triển À, nhận tiếp thu rất là nhiều những cái văn minh của thế giới mà tại sao dân mình lại bị ung thư chết nhiều như vậy thưa bác sĩ? À cái điều đó mình mình nghĩ như vậy nhưng mà có thể là do rất nhiều lĩnh vực mà trong lĩnh vực y tế thì vấn đề ung thư nó nó chết nhiều cũng như số bệnh gia tăng đó là có số những nguyên nhân mà ngày nay nó trỗi lên nó nổi trội lên đó như là hai nguyên nhân nổi trội đó là vấn đề ô nhiễm môi trường và thứ hai là vấn đề nhiễm độc cái thực phẩm mà chúng ta ăn uống ô nhiễm môi trường có thể là do cái khí thải rồi ô nhiễm môi trường có thể là do cái sức nóng của động cơ đó ô nhiễm môi trường đó có thể là do cái, cái cái mật độ khí thải so với một môi trường nó chặt hẹp về vấn đề giao thông về vấn đề mật độ dân cư rồi vấn đề sản xuất của các nhà máy xí nghiệp mà ta làm ở trong nội ô đó và nó dẫn đến là nó gia tăng cái 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 lượng khí thải mà nó, nó là những yếu tố thể gây ung thư rồi còn vấn đề về thức ăn thì bây giờ thức ăn nó, nó, nó do vấn đề bảo quản của thức ăn do vấn đề về về, về lợi nhuận ta, người ta, người ta, dùng những thức ăn cũ nên ta dùng những thức để mà chế biến cho thức ăn mình cảm giác như mới và chính những những chất đó nó làm cho cái gây ung thư chúng ta mà chúng ta phải khi chúng ta tiếp thu cơ thể qua nhiều năm nó gây ảnh hưởng và có thể có thể ung thư bây giờ nhưng thật ra nguyên nhân năm tới 10 năm trước là đó chứ không phải là giờ, bây giờ không đó cho nên cái 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 kế hoạch mà để cho mình mình ngăn ngừa những yếu tố này là phải cả một thời gian dài đó, chứ không phải đợi tới ngày nay mình mới, mới làm không như người ta nói đó nước tới trong mới là nhảy. Đó, cái cái lý do mà, mà ung thư nó gia tăng ngày nay là vậy. Ngoài ra những nguyên nhân khác mà hay gặp đó là như béo phì nè, ít vận động, ít uh, tập thể dục, rồi những thói quen như là hút thuốc, uống rượu bia nhiều, đó rồi nhiễm trùng, rồi uh, nhiễm virus. Đặc biệt cái này mình nghe mình tưởng là không phải nguyên nhân mà cái stress, đó. tức là cái sự lo lắng lo âu của mình. Như tổ chức y tế thế giới đã nói, một người khỏe mạnh là một người khỏe cả về thể chất và tinh thần Nhưng chừng đó chưa có đủ Mà phải có sự thoải mái về mặt xã hội nữa Mọi người nghe rất là lạ Nhưng từ năm 1948 năm 50 là tổ chức y thế giới Người ta đã đã điều chỉnh hơn Tức là phải kinh thoải mái về xã hội Tức là một xã hội chúng ta như thế nào để chúng ta nhìn vào đó Chúng ta làm việc trong môi trường đó Chúng ta sống vào đó Và chúng ta thoải mái Thì mới là khỏe mạnh có nghĩa Được. là nhiều khi mình mình có tiền mình có đầy đủ vật chất nhưng mà cái xã hội nó gò ép con người vào một cái khuôn khổ nào đó cũng làm cho người ta thần kinh bị căng thẳng và cũng xảy đến những cái căn bệnh mà mình không biết phải? đó điều đó là rất đúng không những mà ung thư mà cũng rất nhiều bệnh khác nữa mà cái này phải bác sĩ hòa nói mà cái này là tổ chức y tế thế giới bao gồm rất nhiều nhà khoa học đã chứng minh và cuối cùng ta đưa ra vấn đề như vậy vậy thì đối với cái người Việt Nam mình có nó có giải pháp nào để giảm bớt cái cái số lượng ung thư bây giờ hay không đó chúng ta biết nguyên nhân để chúng ta làm gì Biết nguyên nhân để chúng ta có thể là phòng ngừa Đó là một điều rất quan trọng Chứ biết nguyên nhân để đó Thì vấn đề ô nhiễm môi trường Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm Thì cái vai trò không phải chỉ có bản thân người, người dân Mà trong đó có vai trò rất lớn Của chính quyền, của chính phủ Của các cơ quan mà chuyên ngành phụ trách những cái đó Thì mới mới giải quyết được Chứ không phải người dân không Riêng người dân thì tăng cường sức đề kháng lên Để có thể thải chất độc Nhưng cái đó chỉ một phần thôi Chứ không thể toàn cục được đó cho nên nhấn đi nhấn mạnh là vai trò của chính phủ của chính quyền của các cơ quan chuyên trách rất là quan trọng thì chúng ta mới loại bỏ được những cái nguyên nhân đó thì cái tỷ lệ ung thư mới có cơ hội giảm đi đó. Kính thưa quý vị, do thời lượng của phỏng vấn có hạn và chúng tôi sẽ tạm ngưng chương trình phỏng vấn với bác sĩ Nguyễn Hữu Hòa tại đây và xin hẹn với quý vị trong chương trình lần thứ hai trong chốc lát tới đây.